Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Hôm nay thì mình sẽ đi review về một dòng sản phẩm có thể nói là rất là nổi tiếng và cũng như là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Đó chính là dòng sản phẩm sữa Ensure. Ensure thì đây cũng chính là dòng sữa hiện tại thì mình thấy được sử dụng rất là phổ biến. Đó, tuy nhiên thì mặc dù là tốt như vậy nhưng mà trong một số những trường hợp đặc biệt thì không phải ai cũng có thể sử dụng được dòng sản phẩm sữa Ensure này. Và đây cũng chính là cái sai lầm mà mình thấy rất là nhiều người đang gặp phải khi mà chúng ta lựa chọn sữa. Trong quá trình tư vấn ấy thì mình thấy rất là nhiều người khi mà có cái nhu cầu cần bổ sung dinh dưỡng này, hay là chúng ta cần mua sữa cho người nhà bị ốm hoặc là đi thăm người bệnh ấy, thì hầu hết là mọi người sẽ đều ưu tiên lựa chọn cái dòng sản phẩm sữa Ensure này. Đó thì mình cũng có thể khẳng định về cái công dụng của sản phẩm Ensure, đó chính là nó là rất giàu cái nguồn dinh dưỡng này, nó có thể là đáp ứng được đầy đủ cái nguồn năng lượng này, vitamin và khoáng chất này, và nó sẽ có thể là thay thế cái một phần cái bữa ăn hoặc có thể thay thế được hoàn toàn bữa ăn tùy theo cái nhu cầu của từng người. Bằng chứng là hiện tại trên tay mình đang là dòng sản phẩm sữa Ensure Gold cải tiến mới nhất với HMB, dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đã được chứng minh lâm sàng với những cái hiệu quả. Đó chính là giúp tăng cường sức khỏe, giúp tăng cường thể chất và giúp tăng cường cái chất lượng cuộc sống. Đó, và như chúng ta để ý ở phần dưới hộp thì nhà sản xuất đã có in nổi bật ba cái ưu điểm chính của sản phẩm sữa Ensure. Thì ưu điểm đầu tiên đó chính là giàu đạm, chất lượng cao và HMB tăng cường, tốt cho sức khỏe của cơ. Đó, và thứ hai thì đó chính là giàu nguồn 28 vitamin và khoáng chất. Và ưu điểm thứ ba đó chính là bổ sung hàm lượng omega 3, 6 và 9 thì rất là tốt cho tim mạch. Đạm chất lượng cao trong sữa Ensure thì được sản xuất bởi cái công nghệ rất là hiện đại và tối tân trên thế giới. Và thứ hai thì như chúng ta cũng đã biết thì đạm nó có vai trò, nó chính là dưỡng chất giúp sản sinh cái năng lượng này, và thứ hai là tái tạo khối mô cơ, để từ đó thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta luôn ở cái trạng thái khỏe mạnh nhất. Thì đạm trong sản phẩm sữa Ensure ấy, chất lượng cao trong sữa Ensure thì là nó sẽ rất là dễ tiêu hóa này và dễ hấp thu này, thì đây chính là một cái điểm khác biệt so với những cái dòng sản phẩm sữa công thức khác mà không có. Đó thì khi mà chúng ta sử dụng sữa Ensure thì sẽ giúp cho cơ thể có thể dễ dàng hấp thu được trọn vẹn được những cái dinh dưỡng, và từ đó thì sẽ giúp cơ thể có thể phục hồi này, và cũng như cải thiện được cái sức khỏe một cách tốt nhất. Và trong Ensure có bổ sung một dưỡng chất rất là mới và quý, đó chính là HMB. Đó thì cũng sẽ rất là nhiều người thắc mắc rằng là không biết HMB là gì và nó có vai trò gì đối với sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Thì HMB hay còn gọi viết tắt đó chính là beta hydroxymethylbutyrate. Thì cái như chúng ta cũng đã biết thì cái protein thì nó có vai trò chính, đó chính là giúp chúng ta có thể là tái tạo này và sản sinh những cái khối mô cơ, đúng không ạ? Vậy thì HMB nó chính là cái dưỡng chất giúp kích thích tổng hợp những cái protein này. Đó, và khi mà kết hợp cùng với lại những cái đạm chất lượng cao thì nó sẽ có vai trò, đó chính là nó sẽ giúp mà bảo vệ này và ngăn ngừa cái sự mất đi của cơ. Đó, và bên cạnh đó thì nó sẽ rất là phù hợp với những đối tượng như là người trung và cao tuổi ạ. Thì lúc này cái cơ của chúng ta nó sẽ dần bị nhão đi ạ. Và thứ hai là cũng cái sản phẩm cũng rất là phù hợp với những cái người mà đang có cái nhu cầu luyện tập thể hình và muốn tăng và tái tạo khối cơ, thì cái sản phẩm sữa Ensure chứa HMB này thì nó là một cái sản phẩm cũng rất là phù hợp. Sản phẩm sữa Ensure có bổ sung những cái dưỡng chất rất là tốt cho tim mạch, bởi vì là như chúng ta thấy thì ở Việt Nam ấy, cái độ tuổi từ trung và cao tuổi ấy, thì rất là nhiều người đang gặp phải những cái bệnh về tim mạch này. Đó thì trong sản phẩm sữa Ensure có bổ sung cái hàm lượng axit béo như là omega 3 này, 6 này và 9 này, thì đây đều là những cái dưỡng chất rất là tốt. Đó thì ngoài ra kết hợp cùng với hàm lượng axit béo no và cũng như là hàm lượng cholesterol thấp, đó từ đó thì sẽ có thể là cung cấp được cái bữa ăn dinh dưỡng cân đối này, và có thể là giảm biến chứng tối đa nhất những cái bệnh về tim mạch. Có một cái vấn đề nữa mà mình thấy là rất là nhiều người hiện tại mà đang gặp phải, đó chính là cái tình trạng bị rối loạn tiêu hóa khi mà chúng ta sử dụng những dòng sản phẩm sữa giàu dinh dưỡng. Đó thì trong sản phẩm sữa Ensure thì được bổ sung hàm lượng chất xơ phốt, thì đây cái dưỡng chất này thì nó sẽ giúp nuôi dưỡng những cái vi sinh vật có lợi ở trong đường ruột, sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh. Ngoài ra thì sản phẩm sữa Ensure thì sẽ không chứa đường lacto, bởi vì đường lacto như chúng ta cũng đã biết thì đây chính là cái nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng bị tiêu chảy ạ. Đó thì nhờ cái sự kết hợp giữa hàm lượng chất xơ phốt và cái không chứa đường lacto này thì sẽ có thể là giúp cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta luôn khỏe mạnh và không lo gặp phải những cái tình trạng như là rối loạn tiêu hóa nữa.
Ngoài ra thì sản phẩm CNSure cũng có bổ sung nguồn 28 vitamin và khoáng chất. Thì đây đều là những cái vitamin khoáng chất rất là thiết yếu và quan trọng đối với sức khỏe. Nó sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa của cơ thể chúng ta sẽ luôn được nhịp nhàng hơn này. Và ngoài ra thì như chúng ta đã biết thì vitamin D này, canxi này và phốt pho này, thì đây đều là những cái dưỡng chất rất là tốt đối với cái hệ xương, sẽ giúp cho xương của chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh này và hạn chế được những cái vấn đề như là bị loãng xương. Ngoài ra thì các cái chất chống oxy hóa như là beta carotene này, vitamin E này, C này và selen này thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta sẽ hạn chế được những cái vấn đề lão hóa này và giúp cho bảo vệ cơ thể. Ngoài ra thì chúng có thể thấy là sản phẩm Ensure còn chứa rất là nhiều những cái nguồn vitamin và dưỡng chất khác thì đều đã được các cái chuyên gia của Abbott nghiên cứu và tính toán rất là kỹ, thì mỗi một loại sẽ mang cho mình những cái vai trò riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì nó sẽ đều có công dụng, đó chính là nó sẽ giúp bổ sung đầy đủ cái nguồn dinh dưỡng cần thiết trong các cái bữa ăn hàng ngày, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta có thể là sử dụng sữa Ensure thay thế làm bữa ăn chính thì cũng sẽ không lo là bị thiếu dinh dưỡng. Như vậy thì qua những cái chia sẻ phía trên thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã có thể thấy rằng là cái sản phẩm CNSure này nó tốt cho sức khỏe như thế nào rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong một số những trường hợp đặc biệt thì không phải ai sử dụng sữa Ensure cũng là phù hợp ạ. Vì ví dụ như là trong trường hợp những người mà bị ung thư chẳng hạn, thì lúc này thì người ung thư sẽ cần những cái chế độ chuyên biệt riêng cho người bị bệnh ung thư. Ví dụ như chúng ta sẽ cần tăng cái hàm lượng EPA này, hay những cái DHA và những cái axit béo này, hay là trong trường hợp mà ví dụ những người bị bệnh thận chẳng hạn, thì là lúc này thì chúng ta sẽ cần một cái chế độ giảm protein này, hay là những cái trường hợp ví dụ như chúng ta chạy thận rồi thì lúc này thì chúng ta sẽ cần cái tăng cái hàm lượng protein lên, hay là những người tiểu đường chẳng hạn thì lúc này chúng ta sẽ hạ giảm những cái lượng đường và cái carbon hydrate trong sữa đi. Đó thì mỗi một cái trường hợp đặc biệt đó thì sẽ phải cần những cái chế độ dinh dưỡng chuyên biệt riêng. Vì do vậy thì khi mà chúng ta có bản thân chúng ta mắc những bệnh này này, hay là chúng ta có người nhà bị bệnh, hoặc là chúng ta mua sữa đi thăm người ốm, người bị bệnh, thì chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý, đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn những cái dòng sản phẩm chuyên biệt riêng đối với lại thể trạng của từng bệnh, hoặc là trường hợp yên tâm hơn thì chúng ta lên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn sản phẩm CNSure trong những cái trường hợp như mà mình có vừa chia sẻ vừa rồi. Vậy thì trường hợp nào chúng ta nên sử dụng CNSure? Thì đối với những người mà cần cái nhu cầu dinh dưỡng cao này, chúng ta hoặc là những cái người mà bị ốm này, sau phẫu thuật này, đó thì lúc này thì chúng ta có thể là sử dụng cái dòng sản phẩm CNSure này. Ngoài ra thì trong một số những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là chúng ta sử dụng nuôi ăn qua ống thông, đó thì trường hợp này sản phẩm CNSure có thể dùng được. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý là sẽ sử dụng theo dưới cái sự giám sát của các cái chuyên viên y tế. Trên thị trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều những dòng sản phẩm sữa Ensure được sản xuất bởi các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên thì Ensure Gold cũng chính là dòng sản phẩm sữa được sử dụng phần rất là phổ biến hiện nay, bởi vì nó được sản xuất dựa theo nghiên cứu thể trạng của người Việt Nam. Do vậy thì nó rất là phù hợp. Và khi chúng ta sử dụng Ensure thì cũng có rất là nhiều lựa chọn về hương vị. Và hương vị phổ biến nhất thì vẫn là hương vị vani. Và thứ hai đó chính là Ensure ít ngọt hương vani, thì sẽ dành cho những ai mà chúng ta không thích uống ngọt. Đó, và thứ ba là có Ensure hương trà xanh và Ensure ít ngọt hương lúa mạch. Và sữa Ensure thì có cả dạng pha sẵn rất là tiện dụng, đó chính là có hương vị vani và đặc biệt là Ensure Gold Vingo. Thì đối với sản phẩm sữa Ensure pha sẵn Gold Vingo này thì nó được tăng cường hàm lượng canxi lên. Do vậy thì ngoài bổ sung dinh dưỡng, nó còn có giúp cho chúng ta có thể là xương luôn chắc khỏe và hạn chế được cái tình trạng loãng xương. Và các dòng sản phẩm CNSure thì hiện tại đang được bán chính hãng tại hệ thống sữa bột tốt trên phạm vi toàn quốc. Và nếu mọi người cần tìm hiểu thêm thông tin thì có thể truy cập vào trang web suabottot.com, hoặc nếu có băn khoăn thắc mắc thì có thể comment phía dưới thì shop sẽ giúp giải đáp chi tiết. Và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật được những cái thông tin và cái kiến thức mới nhất. Đó thì cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.